Tập 26. Chủ biên hàng, không ngờ nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi như vậy. Căn cứ địa gửi tin đến rồi. Anh xem. Nhanh vậy sao? Đồng chí ở ngoài Nam nói bọn họ đã dỡ xong dược phẩm và dầu. Sulfadamin và Phobin đều là thuốc căn cứ địa đang rất cần. Còn nữa, cấp trên biết cậu tham gia vào hành động này, tính thưởng cho cậu. Thưởng cho tôi? Đúng. Chúng tôi chưa bao giờ coi cậu là người ngoài. Sao vậy? Không có gì, chỉ thấy không quen lắm thôi. Đều là các đồng chí kề vai chiến đấu, đừng phân biệt đôi bên nữa. Điều tôi lo lắng bây giờ vẫn là thời gian. Lúc chúng ta nhận được tình báo tàu quân sự, quân chỉ đã bắt đầu khởi động kế hoạch tiền kỳ. Thực ra đối với chúng ta mà nói, nửa đầu tình báo suýt thì mất đi giá trị. Đúng. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Lão Trần, chúng tôi phải quay về đón Á Nam ngay. Anh chuẩn bị ngay cho chúng tôi giấy thông hành. Được. Cha, con muốn đi tìm anh Cẩm Đường lần nữa. Để lão Từ đi với con. Có lẽ anh ta đi cùng, con sẽ yên tâm hơn. Nếu con gặp được anh ấy, cha có lời gì muốn con chuyển lời không? Con cứ nói. Ta rất muốn gặp cậu ấy. Có những chuyện ta muốn nói trực tiếp với cậu ấy. Hy vọng cậu ấy có thể nghe ta nói mấy lời tâm can. Vì vậy, không biết chừng đôi bên có thể quá giải khúc mắc trong lòng. Con nghĩ anh ấy sẽ nhận lời thôi. Ta hứa với con, bất kể giữa ta và Cẩm Đường tồn tại vấn đề gì, ta nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ gia đình chúng ta. Nên con yên tâm, ta và Cẩm Đường sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao ta cũng coi cậu ấy là con ruột của mình. Vé thuyền của Sơ Trần đã lấy chưa? Hôm nay con sẽ tới tìm Sơ Trần. Trước khi con rời Thượng Hải, ta hy vọng có thể giải quyết vấn đề với Cẩm Đường. Vì vậy con sẽ có thể an tâm ra nước ngoài học. Không biết chừng ngày nào đó, ta và Cẩm Đường cũng sẽ đến thăm con. Vậy bây giờ con đi lấy vé, sau đó sẽ đến nhà thờ. Được. Cảm ơn chú Từ. Tiểu thư, có cần tôi đưa cô vào không? Không cần đâu. Tôi vào trong làm chút việc riêng, chắc sẽ mất chút thời gian. Một lát nữa đến đón tôi là được. Được, vậy cô tự cẩn thận nhé. Alo.
Tôi tìm trưởng ban Watanabe. Anh nói phía Watanabe là có chuyện gì? Tàu quả dựng chuyển thuốc tham về vật tư của họ bị Hàn Đông Lân và Cẩm Đường tịch thu bớt rồi. Tịch thu? Chỉ với hai người đó mà tịch thu nguyên một con tàu được sao? Đúng. Họ dựa theo tình báo của Đường Tâm Điên ra tay với con tàu vào hôm qua. Nghe nói lúc ở Du Hồ họ đã thay thành tài xế của mình, sau đó thì tự điều động lái thẳng xe đến căn cứ địa của Tân Tứ Quân rồi dỡ hàng. Hàn Đông Lân được đấy, hắn dám làm thật. Chị tình hình phía Watanabe thế nào? Hắn đang phái người toàn lực truy bắt Hàn Đông Lân và Cẩm Đường trong tô giới. Tôi thấy lần này bọn họ rắc rối to rồi. Lão Đoàn, anh đến ngay nhà thờ một chuyến. Hôm nay Vũ Phi sẽ gặp Cẩm Đường ở nhà thờ. Lão Từ vừa đưa nó tới đó, anh tìm nó về đây ngay. Tuyệt đối đừng để Watanabe bắt gặp. Đi, tôi đi ngay đây. Từ hôm qua đến giờ họ vẫn chưa về sao? Đúng. Cậu ấy và chủ biên hàng hôm qua ra ngoài xong vẫn chưa thấy về. Liệu họ có gặp chuyện gì không? Cha xứ, cha nghĩ liệu họ có chuyện gì không? Không đâu. Vì cô Á Nam vẫn còn ở đó. Hôm nay con đến là để đích thân giao đồ cho Diệp tiên sinh sao? Dạ. Ngày mai con sẽ rời Thượng Hải, nên hôm nay con nhất định phải gặp được anh ấy. Cô không biết chừng nào anh ấy mới về. Hay là để cha đi gọi cô Á Nam, con hỏi cô ấy sẽ được rõ hơn. Vậy cảm ơn cha xứ. Con cứ chờ một chút, cha đi gọi cô ấy. Đi đi. Đi. Làm gì đó? Tôi làm kinh doanh đồ cổ, chỉ là người trung gian. Làm ở tiệm nào? Không có trưởng quầy, tự mình chạy việc làm ăn nhỏ thôi. Hôm nay tôi cho người mua xem hàng. Đi đi. Chị Á Nam, chủ phi, sao vậy? Cô tìm Cẩm Đường à? Chị Á Nam, rốt cuộc anh Cẩm Đường đã đi đâu? Sao đến giờ vẫn chưa về? Anh ấy cùng chủ biên hàng đi làm việc rồi. Vậy rốt cuộc chừng nào anh ấy về? Sao vậy? Cô tìm anh ấy có việc gấp sao? Tôi ngày mai tôi sẽ phải rời Thượng Hải. Ngày mai. Phụ chủ phi vẫn đang trong nhà thờ sao? Vẫn đang trong nhà thờ. Có phát hiện gì Cẩm Đường không? Không phát hiện. Không biết chừng Diệp Cẩm Đường đang trốn ở trong đó. Báo cáo, cứ bao vây nhà thờ lại đã, nhưng đừng kinh động đến người trong nhà thờ. Rõ. Sau khi trở về đã xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi cảm thấy nơi này thực sự không hợp với tôi. Vậy nên cô muốn trước lúc đi được gặp Cẩm Đường lần cuối.
Hôm qua tôi đã đến tìm anh ấy, nhưng anh ấy không có ở đó. Báo cáo, Phùng Vũ Phi đang ở cùng Á Nam. Hôm nay phải bắt được người cho tôi. Người trong nhà thờ không được bỏ qua một người nào hết. Rõ. Nếu hôm nay không bắt được Diệp Cẩm Đường thì cứ bắt Phùng Vũ Phi lại trước. Chỉ cần Phùng Vũ Phi ở trong tay chúng ta, dù Diệp Cẩm Đường có bản lĩnh bằng trời cũng sẽ buông vũ khí đầu hàng. Tôi hiểu rồi, hành động ngay đi. Rõ. Thực ra tôi có một món đồ muốn giao tận tay cho anh Cẩm Đường. Bây giờ tôi có thể nhờ chị giúp tôi gửi anh ấy không? Không thành vấn đề, cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ gửi cho anh ấy. Nhanh lên. Đi vào. Đứng lại. Các người đến đây để làm gì? Nơi đây là nhà thờ, không cho phép các người làm bữa ở đây. Nếu biết điều thì mau chóng tránh đường. Công bộ bây giờ có đến một nửa thành viên là người Việt của chúng tôi. Không còn ai chống lưng cho ông nữa. Tôi không cần ai chống lưng. Nơi đây là cung điện thần thánh. Tôi là sứ giả của thần. Quý không cho phép các người có hành vi bạo tàn gì ở đây. Tránh ra, không tránh. Tránh ra, không tránh. Bắt lấy cô ta. Đứng im. Ra đây. Vũ Phi. Á Nam. Vũ Phi, đừng sợ. Á Nam tiểu thư, tìm cô khó thật đấy. Báo cáo, chúng tôi phát hiện một tầng hầm. Diệp Cẩm Đường có ở đó không? Trong đó không có người, chỗ khác tôi tìm hết rồi. Không phát hiện Hàn Đông Lân và Diệp Cẩm Đường. Cho tôi biết, bọn họ ở đâu? Không biết. Tôi chỉ cho cô đúng một cơ hội. Tôi không biết. Ở đây chỉ có một mình tôi. Tôi không hề biết bọn họ ở đâu. Còn nữa, chuyện này không liên quan gì đến Phùng tiểu thư. Anh thả cô ấy đi, tôi đi theo anh. Chiếc chìa khóa này dùng để làm gì? Tôi không biết. Bây giờ các người có thể không nói. Rồi sẽ có ngày tôi bắt hai người phải mở miệng. Chỉ cần hai người ở trong tay tôi, Diệp Cẩm Đường nhất định sẽ xuất hiện. Đưa đi. Đi đi. Đi. Nhanh lên. Biết điều vào. Đi nhanh. Nhanh đi.
Gia thần có chuyện rồi. Ai chết thế này? Cha xứ Adam chết thảm quá. Sao người dân có thể làm như thế? Dám giết người ngay trong tô giới. Cha xứ Adam chết rồi. Hay là để tôi vào trong xem. Lúc nãy tôi còn nhìn thấy hai cô gái bị bắt, là bị người dân bắt đi. Trong đó có một người bị thương, người còn lại là tiểu thư già già. Người Nhật thật đáng căm hận. Người Nhật quá quát rồi. Đi thôi. Báo cáo. Kết quả hành động thế nào? Bắt được rồi. Bắt được cả Phùng Vũ Phi lẫn Á Nam. Dịp Cẩm Đường thì sao? Hắn ta không ở nhà thờ. Nhà thờ chỉ có hai người bọn họ. Tôi còn tìm được cái này. Tìm thấy trên người Phùng Vũ Phi sao? Phải. Tìm thấy trên người của Phùng Vũ Phi. Họ đang ở đâu? Đã giải quyết hết họ và phòng thẩm vấn rồi. Đi. Đi xem sao. Á Nam tiểu thư, bác sĩ Phùng, chào hai người. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Bất ngờ hơn nữa là chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Dĩ nhiên, chỉ cần hai cô chịu hợp tác, tôi nhất định sẽ không làm hại hai người. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Cha tôi và anh Cẩm Đường, mà họ sẽ không tha các người đâu. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Tôi đang muốn chờ bọn họ đây. Vì tôi không thể tìm được gì Cẩm Đường, cho nên chỉ đành nhờ hắn đến tìm tôi. Cô yên tâm, mục tiêu của tôi không phải hai người, mà chính là hắn. Diệp Cẩm Đường sẽ không bắt bẫy anh đâu. Không cần lãng phí thời gian. Tôi không tin Diệp Cẩm Đường có thể từ bỏ hai người dễ dàng như vậy được. Tại vì hai người là chiến hữu của hắn, là người thân của hắn. Đúng không? Qua ta đa bê. Tôi nói cho anh biết, Diệp Cẩm Đường và Hàn Đông Lân không hề có ở nhà thờ. Bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở Thượng Hải. Anh hết cơ hội rồi. Nhưng tôi có được thứ này. Có thể cô đã sẵn sàng hy sinh thân mình, nhưng tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu. Chỉ cần có hai người ở đây, cộng thêm chiếc chìa khóa trong tay tôi, Diệp Cẩm Đường và Hàn Đông Lân nhất định sẽ xuất hiện. Không biết chừng ông chủ Phùng cũng sẽ tham gia vào. Tất cả mọi người đều hội tụ ở đây, quả đúng là một dịp vui. Trước khi bọn Diệp Cẩm Đường xuất hiện, canh chừng họ thật cẩn thận.
Cái gì? Á Nam bị bắt? Đúng. Phùng Vũ Phi cũng bị chúng bắt đi rồi. Cậu đi thăm dò một chút, xem Phùng Vũ Phi và Á Nam đang bị giam ở Bộ Tư lệnh Hiến binh hay tổ chức gián điệp. Được, tôi sẽ đi ngay. Tôi đi với anh. Cậu đừng đi. Mục đích của Watanabe chính là để dụ cậu ra. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để hành động. Đợi Tiểu Mã đi cho tình hình trước đã. Chờ cậu ấy về, chúng ta bàn bạc rồi hẳn ra quyết định. Được. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Quả nhiên là chiếc chìa khóa này. Mục đích Phùng Vũ Phi đến nhà thờ rất có thể là để đưa chìa khóa cho bọn Diệp Cẩm Đường. Vậy thì chắc chắn Phùng Vũ Phi biết mật mã của các bảo hiểm. Lúc tôi thẩm vấn cô ta rất cứng miệng, vẫn không chịu nói gì hết. Bây giờ cô ta không nói, không có nghĩa là sẽ không bao giờ nói. Bây giờ Á Nam và Phùng Vũ Phi đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta sẽ nắm thế chủ động. Bất kể là Diệp Cẩm Đường, Hàn Đông Lân hay Phùng Sở Lương, ắt hẳn sẽ có người nhảy ra. Đến lúc đó rồi, tự khắc có người nói ra mật mã. Xem ra tình báo của Đường Tông Điên vẫn đang nằm trong kế bảo hiểm. Chúng ta chỉ cần giờ tiền tuyến đánh trận là số tình báo này sẽ trở thành một mớ giấy dụng. Đối với chúng chẳng còn giá trị gì nữa. Phải rồi, mau đi thông báo Lão Từ để hắn nói với Phùng Sở Lương Phùng Vũ Phi và Á Nam đã bị chúng bắt. Tôi cũng muốn xem Phùng Sở Lương có động thái gì. Tôi đi làm ngay. Lão Từ, sao ông vẫn chưa đi? Các người không làm gì Phùng tiểu thư chứ? Tôi biết các người muốn dụ Diệp Cẩm Đường ra, nhưng sao có thể bắt cả Phùng tiểu thư? Tôi về biết anh nói thế nào đây? Không phải ông nói chiều nay Diệp Cẩm Đường sẽ xuất hiện sao? Người đâu? Thông tin tôi nhận được là Phùng Vũ Phi hẹn Diệp Cẩm Đường đến nhà thờ gặp mặt. Có nói Diệp Cẩm Đường nhất định sẽ ở đó đâu. Bắt đầu là muốn lợi dụng Phùng Vũ Phi dụ Diệp Cẩm Đường ra. Các anh bắt Diệp Cẩm Đường là được, sao các anh bắt Phùng tiểu thư lại chứ? Tôi biết ăn nói sao với Phùng Sở Lương đây. Ông phải học Phùng Sở Lương bắn bản thân một nhát. Nếu không thì bịa đại một lý do. Chỉ cần đừng để Phùng Sở Lương nghi ông là được. Mau đi đi, trở về còn có nhiệm vụ mới cho ông. Không xong rồi, không xong rồi. Sao thế? Tiểu thư gặp chuyện rồi. Tiểu thư gặp chuyện gì? Lúc nãy tôi đến nhà thờ tìm tiểu thư, phát hiện cha xứ Adam đã chết. Còn thấy xác của mấy cảnh sát thường phục trong tổ chức gián điệp. Tôi tìm tiểu thư mà tìm không thấy. Sao tổ chức gián điệp lại đến nhà thờ? Sao cha xứ Adam lại chết? Tôi không biết. Chắc chắn trong nhà thờ đã đụng độ súng. Là ai đụng độ với tổ chức gián điệp? Tôi thật sự không biết. Có phải hội của Hàn Đông Lâm không? Liệu họ có đưa Vũ Phi đi không? Điều động tất cả nhân lực, thông báo xuống, nhất định phải tìm được Vũ Phi. Rõ. Ông chủ, Vũ Phi công việc cùng với anh sao? Tôi đang định báo cáo với ngài đây. Tổ chức gián điệp bắt Vũ Phi đi rồi.
Không phải Vũ Phi đi cùng với anh sao? Vũ Phi vừa đến nhà thờ đã bảo tôi rời khỏi, bảo tôi một tiếng sau gì đón cô ấy. Tôi vừa mới đi thì nhà thờ đã xảy ra chuyện. Tôi đến ngay phòng tuần bổ hỏi. Người của phòng tuần bổ nói người của tổ chức gián điệp bắn chết cha xứ, bắt hai cô gái đi. Một người có thể là Á Nam, còn người kia chính là tiểu thư. Ức hiếp người quá đáng. Ông chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cứ về trước, chờ tin của tôi. Rõ. Anh nói xem Watanabe đang làm gì chứ? Liệu có liên quan đến Cẩm Đường không? Không bắt được Cẩm Đường, hắn lợi dụng Vũ Phi. Bây giờ đã bị bắt rồi, chúng ta mau chóng cứu tiểu thư ra. Nghĩ cách gì đi. Phía phòng tuần bổ có hành động gì? Vì dính dáng đến người Nhật, phòng tuần bổ phải còn chờ tin tức của bộ tư lệnh hiến binh. Chắc sẽ khá rắc rối. Có nên tìm Watanabe nói chuyện trực tiếp không? Đưa tôi đến công bộ. Alo, trưởng ban Watanabe. Trưởng ban Watanabe đang rất bận, không có thời gian. Phiền anh chuyển lời một câu. Tôi là Charles của công bộ, tôi có việc quan trọng cần bàn với anh ta. Giờ người ấy đang rất bận, hôm khác đi. Cái gì? Xin hãy cho tôi một phút thôi. Một phút cũng không có. Đến một phút cũng không có sao? Đúng, để hôm khác đi. Được rồi, đành vậy. Anh ta không chịu nghe. Không phải hai người qua lại rất thân sao? Người đi trà gụi rồi. Chat, anh xem thế này được không? Có thể nhờ hội đồng quản trị của công bộ ra mặt xoay sở một chút không? Bây ra có chút hy vọng. Trong hội đồng quản trị có hai người Nhật. Tôi vừa mới giải kiểm. Các thành viên khác không có cách nào khác với người Nhật. Ông chủ Phùng, tôi nghĩ anh vẫn nên ghé chỗ của Watanabe một chuyến đi, nói chuyện với anh ta một chút. Tôi nghĩ bay ra vẫn còn cơ hội. Bất kể trước khi hai người có mâu thuẫn gì, đi nói chuyện một chút. Tôi nghĩ rồi sẽ có cách thôi. Được, Chad. Cảm ơn anh. Thực sự không dám làm phiền anh nữa. Cảm ơn. Đâu có gì, tôi đi trước nhé. Được, tạm biệt. Watanabe không nghe cuộc gọi của Chad. Phía công bộ đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Tâm trạng Phùng Sở Lương càng lúc càng căng thẳng. Ông ta biết có thể sự việc đã phát triển tới nước bản thân không thể kiểm soát. Ông ta nghĩ rất nhiều cách có thể giải cứu Phùng Vũ Phi, nhưng đều không khả thi. Phùng Sở Lương biết bây giờ chỉ có đúng một cách giải quyết, đó chính là tự mình tìm đến Watanabe. Nếu 10 phút nữa biên tập mã vẫn chưa về thì tôi sẽ ra xem. Không được, chúng ta chờ thêm một chút. Tiểu Bả về rồi. Chủ biên, tình hình thế nào? Án Nam Vũ Phi đều đang bị giam ở tổ chức gián điệp. Tôi phái người ở gần đó quan sát. Nếu hai người bọn họ bị chuyển đi, sẽ báo ngay cho chúng ta. Không biết Phùng Sở Lương có nhận được tin Vũ Phi bị bắt chưa? Tôi tin ông ấy sẽ có cách tiếp xúc Vũ Phi. Nếu Phùng Sở Lương mà nghĩ được cách cứu được Vũ Phi ra, chúng ta sẽ biết được tin của Á Nam từ phía của Vũ Phi. Watanabe bắt Vũ Phi vào lúc này nhất định có nguyên nhân.
Dù Phùng Sở Lương có đích thân ra mặt cũng rất khó đưa Vũ Phi ra. Tiểu Bả còn đến chỗ của Phùng Sở Lương thăm dò tình hình, xem phía ông ta có hành động gì. Rõ. Dương Quang Tài. Có một người tên Dương Quang Tài, hắn từng bắn tình báo cho Watanabe. Lúc trước hắn bảo tôi hắn từng vào tổ chức gián điệp, có khi tôi sẽ hỏi được một số thông tin từ phía hắn. Được, chúng ta chia ra hành động. Cậu tìm Dương Quang Tài, tôi ở đây chờ tin Tiểu Mã. Chúng ta thu được càng nhiều thông tin, giải cứu Vũ Phi và Á Nam sẽ càng thuận lợi. Người anh em, anh hớ kha hớ khải làm gì thế? Có phải anh từng vào tổ chức gián điệp không? Đúng. Sao thế? Vẽ sơ đồ kết cấu nội bộ của tổ chức gián điệp ra. Cái gì? Tôi nhắc lại, vẽ sơ đồ kết cấu nội bộ của tổ chức gián điệp. Trước đây tôi cũng là được người khác đưa vào, tôi chỉ nhớ sơ sơ thôi. Tôi vẽ không tốt, anh đừng trách tôi. Đừng lắm lời, bảo anh vẽ thì vẽ đi. Trưởng ban, đây là hồ sơ thẩm vấn của Á Nam và Phùng Vũ Phi. Á Nam không mở miệng, tôi cũng lường được trước. Nhưng Phùng Vũ Phi khiến tôi rất bất ngờ. Không ngờ cô ta cũng không chịu nói ra. Trưởng ban, liệu chúng ta có khách sáo với Phùng Vũ Phi quá không? Có nên thẳng tay bắt tên Phùng Sở Lương đó tới không? Không cần phải vội, Phùng Sở Lương sớm muộn cũng tự mình tìm đến. Điểm này tôi rất yên tâm. Dù có tìm được người của công bộ cũng không giúp được gì. Phùng Sở Lương cũng được, Phùng Vũ Phi cũng được, chìa khóa ở trong tay bọn họ, có thể họ sẽ có thứ mà chúng ta cần. Bất kể là ai mở miệng trước, chỉ cần chúng ta lấy được mật mã kết bảo hiểm là được rồi. Vậy ngài có dự định gì? Phùng Vũ Phi mới là người dễ mở miệng nhất. Có lẽ tôi có cách khiến cô ta mở miệng. Lát nữa để tôi đích thân thẩm vấn cô ta. Watanabe, anh định làm gì? Đi, Vũ Phi. Im miệng. Phùng tiểu thư, tôi xin lỗi. Hành động của chúng tôi hôm nay làm cô phải sợ rồi. Nhưng cô yên tâm, hành động lần này không hề nhắm vào Phùng tiểu thư cô. Hơn nữa, tôi còn là bạn của cha cô. Cô không cần lo, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu. Có điều phải làm phiền cô ở lại đây vài ngày. Nhưng nếu Phùng tiểu thư chịu hợp tác thì tối nay tôi có thể đích thân đưa cô về nhà. Ừ.
Câu tôi muốn hỏi rất đơn giản. Chiếc chìa khóa này rốt cuộc dùng để làm gì? Tôi không biết. Tôi đã nói tôi sẽ không làm khó cô. Nhưng tiền đề phải là cô chịu phối hợp. Chỉ cần cô trả lời, cô sẽ có thể về nhà ngay. Đây là lời hứa hẹn tôi dành cho cô. Tôi hỏi thêm một lần nữa, chiếc chìa khóa này có liên quan đến các sắc bảo hiểm ở ngân hàng không? Phùng tiểu thư, tôi hỏi cô lần nữa, đây có phải chìa khóa của các bảo hiểm không? Phải hay không phải? Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ giữ chiếc chìa khóa này, những chuyện khác tôi đều không biết. Cô thật sự không biết nói dối. Tôi có thể cho cô cơ hội cuối cùng. Cô phải nghĩ kỹ hẳn trả lời tôi. Giữ lấy, chỉ có đúng một cơ hội thôi. Watanabe, chuyện này không liên quan gì đến Phùng Vũ Phi hết. Cô ấy không biết gì cả. Anh đối xử với một cô gái như vậy, anh không xứng đáng là một quân nhân. Nói hay lắm. Á Nam tiểu thư, chiến tranh vốn chỉ là trò chơi của đàn ông. Nhưng điều tôi không thích nhất là phụ nữ cũng gia nhập cuộc chiến thuộc về đàn ông. Cô tham gia vào trò chơi này thì cô buộc phải biết, đối với cô, đối với một người phụ nữ, trò chơi này là một sự bất công. Là cô ép tôi phải lựa chọn cách chơi như vậy. Phùng tiểu thư, tôi đang chờ đáp án của cô. Cô phải nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời. Á Nam tiểu thư, tôi biết cô không hề sợ chết, nhưng cô thật sự nhẫn tâm nhìn Phùng tiểu thư đau khổ thế này sao? Được, tôi nói. Tôi cho các người biết. Cô nói cho tôi. Tôi biết đây chỉ là kế quản binh của cô. Giả lại cô sẽ không chịu nói thật với chúng tôi đâu. Người có thể nói thật chỉ có Phùng tiểu thư. Á Nam nói cô ta bằng lòng cho chúng tôi biết đáp án, nhưng tôi thật sự không tin cô ta. Tôi cho cô 10 giây cuối cùng. Số phận của Á Nam nằm trong tay cô. Mười, chín, tám, bảy. Tôi thực sự không biết. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết. Sáu, năm. Lúc tôi đưa chìa khóa cho Á Nam, các người đã ra tay rồi. Các người đã ra tay rồi. Chẳng phải bây giờ chìa khóa đã nằm trong tay các người rồi sao? Tại sao các người vẫn làm như thế? Mấy người đừng giết Á Nam. Tôi không biết thật mà. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết thật mà. Tôi không biết. Mấy người đừng giết Á Nam. Tôi thật sự không biết gì hết. Tôi không biết. Ba, hai. Đường Tâm Điên, đưa chìa khóa cho tôi. Ông ấy chỉ đưa chìa khóa cho tôi. Phía sau tôi không biết gì hết. Tôi xin ông đừng giết Á Nam. Tôi nói thật mà. Tôi không biết. Một, tôi không biết thật mà. Tôi không biết.